Chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày xuân mặc áo đỏ và cũng muốn đưa cái thông tin đến cho quý vị và các bạn. Cứ mình ở trong ca đoàn thì mỗi một cái dịp xuân về thì dì cùng các ca viên đến thăm hỏi, mừng tuổi, có hồng bao nữa cho mỗi gia đình. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến từng cái gia đình nha quý vị và các bạn.
thì tặng mấy cà phê mỗi người một tiền công. Em vẫn chưa có nhiều áo dài chị Nụ. Bye. Này, cái viên là chị Loan.